Ngày 26 tháng 10, GRAB Việt Nam đã có lời xin lỗi vì trong việc triển khai ví điện tử GRAB tại Bimoca đã gây ra nhiều phiền phức, khiến khách hàng hết sức giận dữ. Theo GRAB, những ngày vừa qua, đơn vị này đang triển khai phương thức thanh toán GRAB tại Bimoca nhằm đưa việc thanh toán không dùng tiền mặt trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an toàn với mọi người. Tuy vậy, quá trình triển khai GRAB tại Bimoca đã và đang trở thành trải nghiệm xấu cho một số lớn khách hàng. Sự bất ngờ, hoang mang trong giai đoạn đầu, cảm giác bị ép buộc phải sử dụng, lo lắng bị mất tiền khi số dư trong GRAB Pay Credit không hiển thị. Phiền phức khi không thể kích hoạt ví và không thể kết nối với tổng đài GRAB đã khiến nhiều khách hàng giận dữ. Dù việc chuyển đổi này nhằm tuân thủ các quy định pháp luật chặt chẽ về ví điện tử đi nữa thì cũng không thể là lý do để biện minh cho chúng tôi. GRAB đã khiến khách hàng mất lòng tin và thất vọng, đại diện GRAB thừa nhận thiếu sót. Theo GRAB, những hạn chế của GRAB tại Bimoca trong những ngày qua là điều mà khách hàng khó có thể chấp nhận với một công ty công nghệ. Đây hoàn toàn là lỗi của GRAB, và chúng tôi chân thành xin lỗi khách hàng vì tất cả những sự cố này. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức mình để giảm thiểu mọi gián đoạn, nhưng trong trường hợp bạn gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình chuyển đổi sang GRAB tại Bimoca, rất mong bạn thông cảm và cho chúng tôi thêm một ít thời gian để cải thiện mọi việc tốt hơn. GRAB lên tiếng xin lỗi và mong khách hàng thông cảm. GRAB cho biết thêm, dự kiến GRAB tại Bimoca sẽ hoàn tất triển khai trong tháng 10 năm 2018. Ngay sau khi các vấn đề kỹ thuật được khắc phục và quá trình chuyển đổi hoàn tất, nhiều ưu đãi trên ứng dụng GRAB sẽ được gửi đến khách hàng. Ứng dụng gọi xe công nghệ này cũng khẳng định sẽ đảm bảo khách hàng không mất tiền trong mọi tình huống. Trước đó, nhiều khách hàng phàn nàn, thậm chí tỏ thái độ giận dữ khi kích hoạt GRAB tại Bimoca liên kết với thẻ Visa hoặc Mastercard nhưng không được. GRAB tại Bimoca bắt yêu cầu khách hàng phải liên kết với thẻ ATM. Về vấn đề này, trả lời chúng tôi, đại diện GRAB tại Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, người dùng cần liên kết tài khoản ngân hàng với ví điện tử. GRAB và Moca đang thực hiện việc liên kết này thông qua các thông tin thẻ ATM. Vì thế bắt buộc phải có thẻ ATM. Nếu người dùng không sở hữu thẻ ATM từ những ngân hàng có liên kết thì không thể kích hoạt GRAB tại Bimoca. Hiện tại người dùng thẻ ATM được phát hành bởi các ngân hàng ACB, BIDV, SCB, STB, Vietinbank, Vietcombank, Bank, T-Mobile, SB bằng mới có thể kích hoạt được ví GRAB tại Bimoca. Trong đó, đối với ngân hàng Vietcombank thì khách hàng cũng có thể kích hoạt bằng các thẻ ghi nợ quốc tế, Visa, Mastercard, Amex, Zikr, Bunderbicard.